Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với lớp học tiếng Trung online. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp phần luyện tập phát âm tiếng Trung bài số 4 và đây là kênh YouTube học tiếng Trung online ở bên trung tâm mình. Các bạn có thể vào theo đường link này ở bên dưới hoặc các bạn có thể vào theo từ trang chủ của trung tâm mình là tiếng trungnet.com. Sau đó các bạn ấn vào đây học tiếng Trung online hoặc các bạn kéo xuống dưới có hình YouTube này, các bạn ấn vào đây thì sẽ chuyển sang kênh YouTube học tiếng Trung online ở bên trung tâm mình. Sau đó thì sao? Các bạn ấn vào nút này nút subscribe là nút đăng ký màu đỏ để các bạn có thể thường xuyên được cập nhật các video bài giảng mới nhất từ trung tâm mình. Tức là sau này mỗi khi mình đăng lên đây một video mới thì các bạn sẽ được thông báo ngay lập tức. Tức là cái điện thoại di động của các bạn nó sẽ thông báo cho bạn luôn là mình vừa đăng lên đây một kênh YouTube mới à một video mới. Để sau này các bạn không bị bỏ lỡ bất kỳ một video nào khi mà mình đăng lên đây. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài học ngày hôm nay. Bài số 4. Bài học ngày hôm nay nó sẽ hay khác một chút so với bài học buổi trước, bài số 2, 3 đó. Chúng ta sẽ áp sang phần này. Giờ. Các bạn vào đây nhá. Các bạn ấn vào đây, ấn vào cái vào cái ô tìm kiếm này, ấn số bốn số 9. Là, đây cũng được. Các vào đây. Rồi sau đó thì các bạn ấn vào đây. À 9999 câu thì chúng ta tiếp khóa học trực tuyến part 1 phần 1. À. Hoặc là các bạn có thể vào Google search được. vào đây, các bạn ấn vào đây. Đó. Và các bạn à, các bạn ở đây là 9.999 câu tính Trung giao tiếp uh, à, khóa trực tuyến part 1 các bạn ấn vào đây copy paste là xong đó thì cũng sẽ ra đây. các bạn ấn vào đây là xong đó rất đơn giản à, chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học ngày hôm nay hôm nay chúng ta sẽ luyện tập chủ yếu là phần luyện tập phát âm để mình tắt cái này đi à, nó là quảng cáo thôi à. các bạn chờ một chút mình tắt nó đi rồi chúng ta bắt đầu vào bài học nhá các bạn đọc theo mình này. À, uh, ní hảo. Ní khỏo. Ở đây chúng ta phải tập chú ý này. Thì ở đây có hai uh, thanh ba đi sát vào nhau. Tức là hai âm tiết này mang thanh ba đi sát vào nhau. Thì chúng ta phải đọc là uh, âm tiết thứ nhất mang thanh ba đọc thành thanh hai. Là ní, ní hảo. À, uh, hay là nói đôm na cho dễ hiểu là khi mà hai thanh 3 đi sát vào nhau, đi liền với nhau thì thanh bạn đầu tiên đọc thành dấu sắc hay là đọc thành thanh hai. Đọc là ní hỏ. Bởi vì sao như vậy? Uh, người, người, Trung Quốc người ta thấy cảm thấy như vậy, đọc nó nghe, nó dễ nghe hơn so với đọc là nǐ hǎo nghe nó nặng nề đó, đây là lý giải của người trung quốc à, rồi Nǐ hǎo nha nỉ là xin chào tiếp Nǐ hỏ má bạn khỏe không Nǐ hǎo má bạn khỏe không tương tự như vậy chúng ta cũng phải biến động cái cái này âm à, tiết thứ nhất mà thứ bà thành nǐ nỉ nha má bạn khỏe không tiếp này nỉ bà ba mà thân thể hỏ má bà ba mà sân thí hảo mắc tức là sức khỏe bố mẹ bạn tốt không ba, ba ở đây chúng ta phải thật chú ý này thì ba nó là thanh bốn à, chúng ta đọc, đọc, đọc thật rất khoát rất hơi rất điểm còn ba không có thanh gì không có thanh điệu gì thì chúng ta gọi là thanh nhẹ âm tiết là thanh nhẹ à, âm tiết thanh nhẹ đấy thì chúng ta đọc là nhẹ nhàng lướt qua thôi ba thế thôi ba và ba là khác nhau nha một cái đọc à, hơi rất là nặng à, rất là mạnh rất khoát rất điểm ra rất là quyết liệt quyết liệt rồi pa đọc nhẹ nhàng lướt qua thôi nhẹ nhàng lướt qua pa pa nhá yeah. pa pa à, đọc là pa và là bố nha Tiếp theo cái này cũng tương tự như vậy cái từ ma này ta ta, của ta đọc kéo dài hơi ra đều hơi và đều âm và ngang ngang âm ra đều đều và ngang ra ma chưa, à, yeah. ma ma mà và từ ma thì không có thanh điệu nên ta đọc âm tiết uh, của thanh nhẹ thì ta đọc là uh, rất là ngắn rất là nhẹ nhàng nhẹ nhàng lướt qua ma xong ma mà đó, ma mà 妈妈啦咩身体都 OK。重打 W 啦怎么样？你爸爸妈妈身体好吗？你爸爸妈妈身体好吗？你爸爸妈妈身体好吗？The 对我爸爸妈妈身体都很好。我爸爸妈妈身体都很好。嗯，OK。 ở đây chúng ta cũng phải biến điệu nha à không phải biến điệu mà là đọc nặng cái này ra à, trọng âm ra bằng từ này âm tiết thứ nhất màn thành bốn rồi pa pa và ma mà âm tiết màn thành một cũng phải đọc đọc đều ngang ra ma mà rồi pa pa ma mà rồi tiếp này Đó, cô số năm đúng không nhỉ chín thiệ mảng má chín công mảng má mà. hôm nay công việc của bạn bận không ở đây chúng ta phải đọc thật chú ý này cái từ ta như bạn mới thấy vẫn đọc là thành tợ các bạn đừng đọc thành tợ tợ nghe nó hơi khó nghe à, tợ không 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 nên đọc như vậy là cũng không nên đọc là tơ không nên là tơ tơ lụa lại không nên đọc như vậy chúng ta phải đọc là tơ tưa tơ nha tưa tơ được chưa tơ đọc rất là nhẹ nhàng lướt qua tơ à. ok chúng ta đọc lại này chín thì nhị công mắt chín

Chắc bạn bảo, bảo không Rồi Cưa cơ cả, Nhờ Cưa cơ Trọng âm ra bằng cái từ này Cưa Đều ngang giả Âm đều và ngang giả Cưa 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 cả Miếng thì Nì cưa cơ Máng mắc Miếng thế Nì cưa cơ Máng mắc Miếng thế Nì cưa cả Máng mắc à, Tiếp nhờ Miếng thế Ủa cưa cơ cả, Hẳn máng Miếng thế

ở trong một số sách thì họ bảo là không được thêm chữ tơ đằng trước chữ chìa chứ hay là chữ gì ta à bởi vì sao họ giải thích là uh, bởi vì ờ uh, chìa nó không phải là sở hữu riêng của của, của tiếng nỉ uh, nhưng mà đấy là đấy, đấy chỉ là lý thuyết xôn thôi các bạn đừng uh, đừng 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 nghe sách sách vở quá nỉ tơ chìa hay là ní chìa chết đều được không vấn đề gì cả uh, mình hỏi rồi mình hỏi ở Trung Quốc rồi hỏi bạn này mình rồi sẽ Trung Quốc mình hỏi hết rồi rất chết hay là ní chìa đều được không vấn đề rồi đọc lại nhá 昨天你的姐姐去哪儿? Cái từ nả chúng ta phải đọc thật thật rõ ràng ra nả và r hất lưỡi lên cong lưỡi lên nả đó nả Tức là kết hợp với thành ba nữa nả nha nả? nả nả là ở đâu nơi chốn nả chúng ta phải đọc thật rõ từ này vì lăn nữa hoặc là uh, một số buổi sau chúng ta sẽ gặp phải từ nả nữa là rất, rất, rất rất nhiều bạn hay bị nhầm hai từ nả và nả rồi nả là ở đâu nên trốn nhỉ ở đâu nơi trốn Giờ chỉ nên trốn đấy nả chui nả là đi đâu rồi lại nhỉ chúa thiê nì tất nả tiếp này chúa thiê của lão cha chúa của 姐姐去老师家。那昨天，几才我到人家昨天我的姐姐去老师家。昨天我的姐姐去老师家。啊，对呢。你的姐姐去老师家做什么？你的姐姐去老师家做什么？啊，什么？那个对，那来了么 m không phải là m, không phải là mợ nhá. M mợ không phải, đều không phải. M mưa m. Mưa m. Đọc như vậy nhá. M. Rồi chúng ta phải sửa ngay từ bây giờ, không là sau này chúng ta sẽ uh, rất là khó sửa đấy, hoặc là nó không sửa được nữa rồi, hoặc là không sửa được nữa. Uh, rất là rất là khó để chúng ta có thể sửa lại để, để cho nó chuẩn. Nên chúng ta phải đọc chuẩn ngay từ đầu để sau này chúng ta không phải sửa lại gì nữa. Đó. Thì chúng ta rất là nhàn đọc phát âm rất là nhàn, không phải sửa lại nữa. Rồi. 各位读来听，明啊你的姐姐去老师家做什么？你的姐姐去老师家做什么？对不对？我的姐姐去老师家学习汉语。我的姐姐去老师家学习汉语。我的。 chị chị, đi, thầy giáo, học tập, tiếng chúng ta phải đọc là cái cái miệng chúng ta phải môi chúng ta phải cho chụm tròn lại cái môi ra và giữ nguyên như vậy để khi nào hết phát âm thì thôi, uỷ, một số bạn đọc là Quỷ, không phải nhau, không phải là quỷ đâu, không phải là quỷ, phải đọc là uỷ, môi trụm tròn vào giữ nguyên như vậy thì này khi nào hết phần phát âm rồi, uỷ, được chưa, water 姐姐去老师家学习汉语。我的姐姐去老师家学习汉语，对不对？李老师的家在哪儿？你老师的家在哪儿？那念给我过着办耳朵。你老师的家在哪儿、uh, no.？那在哪儿？在哪儿？知道吧？你老师的家在哪儿？ 那你老师的家在哪儿？你老师的家在哪儿？对、啊、吧？听呢，郭博，我老师的家在学校，我老师的家在学校啊，我老师的家在学校，我老师的家在学校。我老師的家在學校

vô đát trường học của tôi ở ở ở trường học của tôi ở ở đâu ở hà nội hay tại hà nội được được của tại tiếp này. ]今天星期几?今天星期几? hôm nay thứ mấy? hôm hôm nay thứ mấy? tiếp hôm nay thứ mấy? hôm nay thứ mấy? hôm nay thứ mấy? tiếp này. hôm nay xin <Sýng> chi chi <yi> <laughs> hôm nay thứ hai mình là thứ hai thì họ là thứ nhất nhà mình là hai thì họ là một nhà, tức là mình và họ lệch nhau một ngày rồi họ thứ nhất nha, mình là thứ hai chín thiên chi <laughs> rồi nhưng mà chúng ta dịch chúng ta vẫn phải dịch là thứ hai chứ không phải là thứ nhất rồi chín chi <laughs> hôm nay thứ hai chín chi <laughs> rồi ok mày tìm ngày mai thứ mấy nhỉ cả lớp nhỉ 明天几？星期几？懂唔懂？明天星期几？你听没？明天星期几？你听没？明天星期几？对唔对？明天星期几？啊，点赞！明天的星期二。明天星期二。 ngày mai thứ ba không phải thứ hai đâu à, mình là ba thì gọi là hai miếng thiê xin chi r đó miếng thiê xin chi r ngày mai thứ ba tiếp chúa thiê xin chi chỉ chúa thiê xin chi chỉ hôm qua thứ mấy chúa thiê xin chi chỉ chúa thiê xin chi chỉ 对呢，昨天,天星期天，昨天星期天，对吧？昨天星期天，h 瓜主 qua c 星期天,星期天,星期天,星期天你做什么？星期天你做什么？到主日 h ủ n 什么？ 什么呢？什么么？什么么么么？然后来呀。星期天你做什么？星期天你做什么？星期天你做什么？啊，对呢。星期天我在家看电视。星期天我在家。 看电视，星期天我在家看电视，那中间都尔伢看 d V，呃，在家看电视的第二星期天我也在家看电视，星期天我也在家看电视，那中间都共尔伢子看 T V，星期天。 我也在家看电视弟弟的电视、ok 電視，呃，好嘛，呃，不说吧，那么，也，呃面是“也”喽，后面也”也，呃，不要读也”呀，难听，难听吧？那我们再读一遍星期天我也在家看电视，星期天我也在家看电视，第呢，星期天。 我们都在家看电视星期天我们都在家看电视星期天我们都在家看电视是吧那在那总都得呃两三 tb、啊、我们还来我们那个我们还来我们留住今天后面的这个六 wk 定呢明天 我去游局寄信你去吗明天我去游局寄信你去吗当你卖都得订阅语吊版力吼。明天我去游局寄信你去吗明天我去游局寄信你去吗,去你去吗来呀给老师讲一明天 我去邮局寄信，你去吗？明天我不去邮局寄信。明天我不去邮局寄信。那俺买到后面没得鱼明天我不去邮局寄信。明天。

那、啊、明天我去银行取钱。明天我去银行取钱，明天对不对？Ouais? 明天我不去银行取钱。明天我不去银行取钱，明天我不去银行取钱。 取钱。明天我不去银行取钱，对不对？明天我去北京，你去吗？明天我去北京，你去吗？啊、呃，哪年明天我去北京，你去吗？明天我去北京，你去吗？明天我去北京你去吗 tiếp này miếng uh, thiên ủa bố chu bể chứng chu thiên an mẫn à, thiên mẫn là thiên môn quảng trường thiên môn ở nó rất là rộng ở bắc kinh ấy nó có đặc điểm là cái gì cũng to đường phố cũng rất là, rất là rộng rất là to người cũng to à, người người bắc kinh là người trung quốc ở các tỉnh phía bắc thì họ thường cái tạng người của họ cái hình dạng người của họ thì thường là rất là to cao còn người Trung Quốc ở tỉnh các tỉnh phía Nam ấy giáp giáp với phía, giáp với phía Bắc của của mình ấy nước mình ấy thì thì người của họ là rất là giống người Việt Nam mình à không hiểu vì sao càng về phía Bắc thì cái, cái dạng hình dáng người của họ người Trung Quốc họ, họ họ càng càng to cao còn càng về phía Nam thì dạng hình dáng người Trung Quốc họ càng càng giống người Việt Nam Đó. không hiểu vì sao <laughs> rồi à, và Thiên môn là quảng trường Thiên môn à, cái này thì ai cũng biết rồi đúng không quảng trường Thiên môn và ở đó ở cái bên, bên, cạnh đó nó là, nó là gì nhỉ nó là tử cấm thành ở đây các bạn nào học tiếng trung rồi thì chắc là chưa có cơ hội đi trang cho quốc du lịch đúng không các bạn có thể đi, sang bắc kinh à, đến bắc kinh uh, du lịch uh, một, một, một hôm hai hôm nhưng mà cái tử cấm thành ở chỗ gần chỗ thiên môn ấy nó nó to lắm các bạn dành một ngày đi không hết đâu các bạn là đi du lịch ấy, thì ít nhất phải đi một tuần nhưng mà đi trung quốc du lịch phải ít nhất một tuần ít nhất một tuần thì mới đi đi khám phá kính ngựa xem hoa được thì chúng Quốc nó rộng lắm, không thể đi hết được Rồi, chúng ta đi tiếp nha Miếng Thiên, wò bố chù bảy chương Wò chù thiên an mẩn Miếng Thiên, wò bố chù bảy chương Wò chù thiên an mẩn Tiếp này Thiên an mẩn zài nở Thiên an mẩn zài nở Thiên an mẩn đâu Thiên an mến tại nở thiên an mến tại nở tiêu thiên an mến tại trung quốc thiên an mến tại trung quốc thiên an mến tại trung quốc là thiên môn ở trung quốc hay tại trung quốc rồi trung quốc tại nở trung quốc tại nở trung quốc ở đâu ở ờ, đây có một số bạn đọc là trung có thành tung của không không phải tung của đâu Trung của là người Việt mình hay gọi như vậy à, gọi, gọi gọi vui thôi à, Trung của Rồi Trung của nha Trung của à. Rồi, Ok các bạn đọc Trung của cũng được à, chẳng sao cả Vô tư Rồi Trung của Trai nở à, Trung Quốc ở đâu Trung của Trai nở Trung của Trai nở Trung Quốc ở đâu à, yeah, Tiếp này 我不知道中国在哪 我不知道 Trung Quốc tại nào? Nà, tôi không biết Trung Quốc ở đâu. 我不知道 Trung Quốc tại nào? 我不知道 Trung Quốc tại nào? Rồi, ở đây các bạn thật chú ý nha, cái chữ Z này, phải đọc thật rõ ràng ra. Z ta đọc là z, đó, z. Đó, chúng ta phải điều chỉnh sau cái cho cái lưới, cái mặt lưới trên của chúng ta nó phải chạm vào, nó phải đẩy lên chạm vào cái nóc khoang miệng trên của mình. Đó, ok. Z, nha, Không phải chữ đâu, phải chờ đâu. và ch khác nhau. ZH và CH khác nhau. Rồi, ok. ZH và CH khác nhau. ZH và CH khác nhau nha. ZH và CH khác nhau. Nên rất là nhiều bạn hay bị nhầm cái chữ ZH và chữ CH. Rồi. ZH và CH khác nhau nha. Các bạn phải chú ý này. ZH ta đọc là ờ, cho to lên nhá. Cho to lên 100 đi. Rồi, ZH này chúng ta đọc là zh zh rồi set chúng ta đọc là ch ta bật hơi chữ chờ ra là đọc thành là ch chữ chữ chờ chữ chờ nặng lại ch ch ví dụ ăn cơm ĩ phạn là ĩ phạn ĩ phạn ch cái này đọc là zh zh và ch hay nhau zh 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 và ch là zh ch zh ch zh ch, là nhờ. được chưa? OK, mỏi lưỡi quá nhỉ? tiếp này, à nếu mà các bạn nào vẫn chưa, vẫn chưa vẫn chưa vẫn chưa luyện được cái đó thì các bạn lại vào đây, các bạn vào fanpage ở trung tâm mình, đó, là tiếng Trung hai SC, cái này không phải, tiếng Trung hai rồi thì các bạn sẽ vào đây. À, 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 ngay cái đầu tiên đấy ờ à, cái video đầu tiên mình có mình có đính ghim rồi để cho nó không bị trôi bài đó thì các bạn có thể vào đây ngay ngay cái cái bài viết đầu tiên đấy tức là sao hướng dẫn phát âm thanh mẫu Vòng vận mẫu tính chung phần 4 tức là mình ở trong cái video này mình mình mình, mình uh, giảng uh, cái cách uh, phát âm thật chuẩn thật rõ ràng cái chữ gì nhỉ cái thanh mẫu là zh này ch và sh và chữ er nữa mà cái đầu mình nó nó nó, nó che mất rồi rồi Z này. À. Ok, chúng ta sẽ phát âm như thế nào thì các bạn có thể là xem video này. Các bạn xem lại thật nhiều lần vào để Khi nào nghe thật thần nhuyễn thì thôi. Video này nó cũng nó dài khoảng 8 phút, dài khoảng 8 phút nha, 8 phút. Rồi, hướng dẫn phát âm thành một và phần mẫu tiếng uh, tiếng trung 4, phần 4 Thì cái này mình sẽ để mình sẽ để đính ghi ở đây để cho các bạn có thể là uh, tiện tham khảo, tiện tìm uh, tìm cho nó cho nhanh cái phần uh, có thể phân biệt được À, thanh bộ zH và cH nó phát âm như thế nào và nó khác nhau ở điểm nào? Rồi và cách uh, dùng lưỡi răng à không dùng lưỡi và uh, mồm miệng như thế nào đó để nó cách vận hơi đó nó như thế nào? Rồi ok các bạn phải các bạn vào xem sau nha rồi, xem thật kỹ vào xem đi xem lại vào rồi có chỗ nào không hiểu thì các bạn lại uh, lại để lại comment ở bên dưới nhá các bạn để lại comment ở bên dưới thì mình sẽ thì mình sẽ trả lời thăm các cho các bạn rồi Ok ngay bây giờ video này các bạn comment ở dưới là xong ok rồi ờ tiếp theo này chúng ta lại trở về bài học Đờ, đấy Rồi, đây rồi 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 à nào nào, là Trung Quốc ở đâu? Tôi không biết Trung Quốc ở đâu. nhỉ? Thứ sáu, tôi ở nhà học Thứ sáu, tôi ở nhà học Thứ tôi ở nhà học là Thứ bảy tôi ở nhà học 我在家学习。星期六我在家学习，听见没星期六我要去学校学习英语。星期六我要去学校学习英语。星期六我要去学校学习英语。 rồi, thứ bảy tôi muốn đến trường học học tiếng Anh rồi, 我要去学校 rồi tiếp này, ở đây chúng ta thuộc chú ý này, có cái từ và thanh nhẹ là. cái này chúng ta đọc nhẹ nhàng lướt qua thôi, và trọng âm cho vào cái từ này认识, đọc như vậy nha, cũng tương tự như vậy từ cơ chúng ta đọc nhẹ nhàng lướt qua thôi, đọc nhẹ nhàng lướt qua Na cờ Là như vậy Na cờ Na Ở à, đây một số bạn hỏi là Vì sao một số người Trung Quốc họ không đọc là từ na cờ Và đọc là từ nê Rồi ok Na -ka. à, rồi Đây Na cờ Nó là cái này đúng không Nó sẽ có, có hai cái đọc là Na -ka. Đây là cái thứ nhất Và cái thứ hai là mình sẽ cho nó xuống nha, nó xuống trang đi để cho nó dễ nhìn. Rồi, na cờ. Và cái thứ hai là gì nhỉ? Nake. Rồi, na Rồi, -cờ là dùng trong dùng thường dùng trong uh, sách vở nhiều hơn. Có nake họ họ thường dùng trong văn nói nhiều hơn. Đó, nake. 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 chưa? hồi xưa khi mà mình mới học ấy, tình chung ấy thì mình học được khoảng 2 tuần. À, sau đó thì mình ra ngoài à, mình cứ thấy họ người Trung Quốc họ cứ toàn nói là nè -cờ, -cờ, cờ, mình không hiểu vì sao họ đọc như vậy À, mình chỉ học được học là na cờ và chưa cờ thôi nên mình thấy hơi lạ à, sau này thì mình mới gọi ra là hóa à, ra là họ đọc theo là trong văn nói là nè cờ và trẻ cờ nè cờ là cái kia kia cái kia nè cờ các bạn đọc theo cái nào cũng được Nhưng mà tốt nhất là các bạn cứ dùng cả hai à, dùng cả hai cho nó cho nó cho nó lành dùng cả hai na cờ hay là nè cờ đều được tùy các bạn chúng ta nên dùng cả hai nhá có 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 bao nhiêu chúng ta dùng dùng tất bấy nhiêu Đó. chúng ta cứ nghĩ như vậy là ok rồi na cờ rồi sư cái từ suối ở đây chúng ta có thể đọc là theo hai cách là một là suối hay là sấy suối hay là sấy được được sư suối hay là ta sấy được được Ta sư suối ta sư sấy được được ok như nhau vấn đề gì cả đọc lại nha 有 OK，来呀，你认识那个人吗？他是谁？你认识那个人吗？他是谁？对呢，我不知道他是谁，我不知道他是谁。那多后面，呃，我们再来啊，我不知道他是谁，我不知道他是谁，对的，我不知道。 Shi là, ta shi shui hay là wo bu zhi dao ta shi shui. Ok, tiếp nha. Ta shi wo ba ba da peng yo. Ta shi dai fu. Được, cũng được hay là peng yo đều được, được. Chúng ta đọc thành thanh nhẹ cũng được hay là thanh cái tự yếu ấy, cái âm tiết yếu ấy. Chúng ta đọc thành thanh nhẹ cũng là không bỏ chữ, bỏ thanh ba đi. Hay là thêm thanh ba vào cũng được, chả sao cả. Peng yo hay là peng yo đều được, được, không vấn đề. 他是我爸爸的朋友，他是大夫。大夫叫我们先把给读呢，我们电脑听，满听读，大夫，啊，听 nhẹ，我们听听 nhẹ，然后我们读 nhẹ nhàng 路过，大夫啊，大夫，他是我爸爸的朋友，他是大夫，他是我爸爸的朋友，他是。 大夫，他是我爸爸的朋友。他是大夫，听见？我们没害。他是大夫吗？他是大夫吗我们 t 喇叭 a b 排空还是 Om tala 啊？他是大夫吗？他是大夫吗？听见？对，他是我的大夫。那 d 我、嗯、们 m 喇叭 t a 果对。

quên hết các cái dấu của của, của của của, tiếng việt đi quên quên hết đi trừ dấu sắc và dấu hỏi trừ dấu sắc và dấu hỏi chúng ta phải giữ lại còn lại dấu nặng dấu ngã dấu huyền quên sạch đi nó không uh, nó không uh, có tác dụng gì trong uh, khi mà chúng ta nói tiếng trung rồi này tuổi tuổi tha sư của tài có bốn mươi bốn nhị mê mày tua mơ mê mơ Nì tơ Chùa sần mơ Tức là em gái của bạn làm nghề gì, gì Hay làm công việc gì Sần mơ nhỉ Mơ Mưa Mơ Không phải là mơ đâu Mơ là quả mơ Rồi Sần mơ Mưa Mơ Chúng ta đọc âm tiết này từ mơ Rất là ngắn Mưa Mơ Đấy chưa Mê mê Cái trọng âm cũng ra vào từ này Mê Mà thành bốn Cái âm tiết đầu tiên á Còn âm tiết thứ hai không có thanh điệu Thì người ta gọi là thanh nhẹ Thì nó đọc là, đọc là, đọc là nhẹ nhàng lướt qua mẹ mẹ nha đọc là mẹ mẹ nì ta nì ta công ta mẹ mẹ tuổ công tiếp này của ta mẹ mẹ sân à sân từ sân chúng ta có thể có hai cái đọc một là chúng ta đọc theo theo cái này được sân hay là xuế sân được 后面呢？要懂噶，学生，学生，学生，学生，来着，学生，学生，OK，后面呢？这个要懂。我的妹妹是学生，我的妹妹是学生，o k 你对。接着，chúng 没 a s n u n u 你的妹妹是越南留学生吗？你的妹妹是越南留学生吗？ 你的妹妹是越南留学生吗？那再按个个板来，留学生越南语不？你的妹妹是越南留学生吗？来念，你的妹妹是越南留学生吗？你的妹妹是越南留学生吗？别，我我明白。对，我的妹妹是。 越南留学生，来呢，对，我的妹妹是越南留学生，来呢，对，我的妹妹是越南留学生，来呢，对，我的妹妹是越南留学生，对，我的妹妹是越南留学生。 啊，第二种答案是“哥，我没答”。你的妹妹也是越南留学生吗？你的妹妹也是越南留学生吗？哪样？你的妹妹也是越南留学生吗？对了，Anh ngay của bạn cũng là u h c sinh Việt Nam phải không？你的妹妹也是越南留学生吗？结果我没接。 a uh, she Sh chúng ta phải chú ý này, cái từ à cái, cái cái từ này, chúng ta có thể đọc là theo hai cách là tamen hay là tamen được được. tamen hay là đều okay, không vấn đề gì cả. Và từ nào nhỉ? Ờ uh, rồi. Một số bạn đọc từ Việt -e", Đọc thành là Việt À, các bạn nghe nó rất là khó nghe các bạn đừng, đừng đọc thành là duyên đừng đọc duyên nhá là duê duê nán chứ không phải là duyên nán à, mình có thấy một số bạn đọc là duyên nán nhưng mà không được đọc như vậy đọc như vậy nó rất là khó nghe thứ nhất là khó, nghe thứ hai là nó không chính xác rồi mà các bạn không sửa thì sau này nó sẽ thành tật và rất là khó sửa về sau chúng ta phải sửa ngay từ bây giờ nhá nên các bạn cố gắng lên duyên nán không phải là duyên nán duyên nán nhá rồi lại này Sì, thảm ạ, năm 10呃, Vũ là tên mình 呃, Hồi xưa các bạn khi mà mình học ở bên Bắc Kinh Thì các bạn sinh viên Các bạn hay gọi mình là Các bạn sinh viên Trung Quốc hay gọi mình là à, Thì để Mình không biết vì là... sao họ bảo là à, đây là do thói quen của 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 họ do thói quen của họ tức là tên tên người ấy, tên cái tên người họ thường thêm một thêm thêm một cái từ đệm nữa là ở đằng trước là từ a là, là do thói quen thôi ví dụ là của chào ao thì nó sẽ nghe dễ hơn nghe dễ nghe hơn là so với từ là của chào ủ nghe nó hơi có block đúng không câu nào hơi cụt lùn nghe nó không hay lắm của chào ao thì nó nghe hay hơn so với từ là của chào ủ thấy chưa Đấy do thói quen của họ thôi nên chúng ta cũng chẳng phải giải thích gì nhiều Ủa chào, Ủa chào, nha. Ủa chào, rồi. ở đây có bạn nào, uh, lát lát nữa mình sẽ bạn nào có 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 nhu cầu chuyển uh, chuyển tên, uh, tên 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 tiếng việt của các bạn sang tên tiếng trung thì các bạn uh, các, các bạn giơ tay lên nhá, giờ các bạn cứ giơ giơ tay lên, bạn nào cần thì mình sẽ chuyển ngay ngay trên lớp luôn, À, uh, ok, tức là sau sau giờ học mình sẽ chuyển luôn, còn lại, ok, hình như cả lớp luôn, cả lớp à? rồi, ok, không sao. Vậy thì ta sẽ buổi sau các bạn ghi vào giấy nha các bạn ghi vào à, mình đã có danh sách của các bạn rồi mình đã có danh sách tên của các bạn rồi không sao thì buổi sau mình sẽ mình sẽ bổ sung tên tên chuyển tên tiếng việt của các bạn sang tiếng trung à vì sau này khi mà chúng ta làm việc với người trung quốc ấy, thì chúng ta phải có tên bằng tiếng trung của chúng ta đó thì chúng để, để để tiện cho chúng ta công việc của chúng ta giao dịch với người trung quốc để cho tiện trong công việc thôi Đà. mình cũng có tên trung quốc tên của mình trong tiếng trung là loạn miếng ngủ tên của mình trong tiếng chung là ruộng miếng ngủ đây ruộng ruộng miếng, miếng ngủ đây là tên của mình ruộng miếng ngủ rồi tên mình đây đó ruộng miếng ngủ đây tên mình ruộng miếng ngủ còn viết tiếng chung nó là, là cái này ruộng hoàng nguyên miếng à cái miếng này miếng là ngày mai đó Ổ, Ủ Ủ su võ thuật ruộng miếng ngủ là à, nguyễn minh vũ rồi đây là tên mình nhá, ruộng miếng ngủ bạn nào có nhu cầu thì thì thì, thì 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 bảo mình nha thế mình sẽ chuyển tên cho các bạn từ tiếng Trung sang tiếng à không từ tiếng Việt sang tiếng Trung nhầm rồi vậy là cả lớp rồi chúng ta đều nhất trí là buổi sau nha buổi sau mình sẽ cung cấp cho các bạn là uh, chuyển tên tiếng Việt của các bạn sang tiếng Trung rồi ok tiếp theo uh, tiên này hết rồi hôm nay hôm nay chúng ta sẽ đi đi nội dung bài học hôm nay chúng ta chủ yếu là luyện phiên đầm tiếng Trung kết hợp với thanh điệu và thanh nhẹ nữa và chúng ta ôn tập lại một chút các cái cách phát âm của chữ ZH và CH này rất là quan trọng đấy vì một số bạn rất là nhầm à, hay bị nhầm không thể phân biệt được cái chữ ZH phát âm như thế nào và CH phát âm như thế nào hay bị nhầm toàn đọc là chờ hết là toàn chờ hết nên các bạn phải xem là thật kỹ cái video này là video này các bạn xem là thật kỹ nhá à, OK cái video này mình sẽ mình sẽ để để cái video này đính im ở đây một một thời gian à, nó cũng khá lâu thôi để một một thời gian để các bạn có thể có có kịp một là tải về download về tải cái video này về đó, về máy tính của các bạn hoặc là các bạn xem trực tiếp ở ngay trên uh, trên kênh YouTube học tiếng Trung lại ở trung tâm mình đó thì các bạn vào đây này uh, vào danh sách phát danh sách phát này playlist này danh sách phát này sau đây các bạn vào đây này học phát âm tiếng Trung các bạn vào đây đó Đấy, thì ở đây mình có uh, mình có tạo một cái danh sách uh, chuyên phần phát âm chuyên về phần phát âm đó thì các bạn ấn vào đây uh, các bạn cứ xem từ từ thôi à, không, không phải xem các bạn cứ xem từ từ rồi vì ở nhà các bạn có rất là nhiều thời gian Đã. Tiếp theo ở đó đâu à chúng ta đang ở đâu nhỉ mà là chúng ta hôm nay chúng ta sẽ đi đến câu năm mươi và trong và buổi học sau chúng ta sẽ đi hết đi tiếp từ câu năm cho đến câu thứ một trăm câu một trăm là một trăm đây là quá trình à chín trăm câu tiếng trung giao tiếp đó. chín chín câu tiếng trung giao tiếp em mình mình soạn riêng dành cho các bạn học viên trực tuyến Đã. ok à, ok có một bạn quế à, uh, lớp hỏi là bảo là mình Phân uh, phát làm lại đúng không phát làm lại ok ta tự nhiên là có cái này nhỉ quảng cáo trên một trang giờ nó sẽ biến mất rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc lại nhá uh, đọc lại từ đầu này cứ câu số 1 này đọc này ní hảo ní hảo má ní bà bà má má thân thể má ủa bà bà má má thân thể 今天你的工作忙吗？今天我的工作不太忙。明天你哥哥忙吗？明天我哥哥很忙。昨天你的姐姐去哪儿？昨天我的姐姐去老师家。你的姐姐。 去老师家做什么？我的姐姐去老师家学习汉语。你老师的家在哪儿？我老师的家在学校。你的学校在哪儿？我的学校在河内。今天星期几？ 今天星期一，明天星期几？明天星期二，昨天星期几？昨天星期天，星期天你做什么？星期天我在家看电视。 星期天我也在家看电视。星期天我们都在家看电视。明天我去邮局寄信，你去吗？明天我不去邮局寄信。明天我去银行取钱。 明天我不去银行取钱。明天我去北京，你去吗？明天我不去北京，我去天安门。天安门在哪儿？天安门在中国。中国在哪儿？ 我不知道中国在哪儿。星期六我在家学习。星期六我要去学校学习英语。你认识那个人吗？他是谁？你认识那个人吗？他是谁？我不知道。 他是谁？我不知道他是谁。他是我爸爸的朋友。他是大夫。他是大夫吗？对，他是我的大夫。你的妹妹做什么工作？我的妹妹。 是学生。你的妹妹是越南留学生吗？对，我的妹妹是越南留学生。你的妹妹也是越南留学生吗？是，他们都是越南留学生。我叫阿武。OK。 Vậy là mình vừa tổng kết lại điểm lại từ câu 1 cho đến câu 50 à, Đọc đọc rất là rõ ràng đó rất là, Mình đọc rất là chậm và chi tiết từng âm tiết một Có kết hợp với thành điệu Để các bạn có thể nghe thật rõ Để các bạn có thể về sửa lại thật chính xác cái phát cái phát âm của mình Rồi, tiếp theo Ok, có bạn nào hỏi gì không nhỉ? Là mình vừa đi qua hết xong năm 50 câu buổi học, buổi tiếp theo chúng ta sẽ sẽ, học, sẽ phát âm, luyện tập phát âm phiên âm tiếp Từ câu 51 cho đến câu để 51 này Cho đến câu 100 nha. Yeah. Các bạn có thể về sang trước càng Thì càng tốt Thì các bạn sẽ chuẩn bị bài tốt hơn Và biểu học sau các bạn sẽ tiếp thu bài nó nhanh hơn Và nó nó chất lượng hơn yeah. Bạn nào có vấn đề gì cần hỏi à, Thì các bạn à, đang có hỏi của các bạn ở trên này Trên à, fanpage tiếng Trung Halaska Ở bên trung tâm mình Các bạn đang câu hỏi của các bạn, của các bạn vào đây là Thì mình sẽ giảm thắc mắc cho các bạn À, các bạn uh, về nhà nhớ xem kỹ thật kỹ cái video này nhá là vì cái chữ zh thêm bộ ZH, zh và cs nó nó đọc khác nhau hoàn toàn đấy nên chúng ta phải đọc thật kỹ phân biệt thật rõ uh, hai cái thanh bộ đó rồi ok tiếp theo là phần uh, giải đáp thắc mắc cuối giờ học à, các bạn có nay có thắc mắc gì thì chúng ta ở lại khoảng 10 phút nữa à, mình sẽ giải đáp nốt cho các bạn các bạn nào không có thắc mắc gì thì chúng ta có thể có thể tan học tại đây và gì nhỉ? và hẹn gặp lại các bạn vào biểu học sau nhá chào các bạn